đây là tàu hủ kỳ ha cả nhà. Thì tàu hủ kỳ này bữa nay là mình ướp để mình chiên giòn để dành ăn ha cả nhà. Đây mình mua được 10 miếng mà. Cái tàu hủ kỳ lúc này nó bán nó cũng để ngăn đá luôn nè cả nhà ơi. Nó không có cái tươi giống hủ kỳ. Đậu hủ thì nó có tươi, nó chiên nóng, chứ còn cái này là nó mua, nó chắc không phải nó bán chậm, chợ mình cũng mới bán lại ít đây thôi. Thì cái này là nó ướp bỏ ngăn đá 10 miếng. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng vào bếp để làm với mình cái món đậu hủ kia chiên giòn ha. Này nó đông đá, ta để tủ đá nó đông, bây giờ mình để cho nó gã đông, mình xé ra từng miếng này mình chiên nó ngon. Chiên rồi bỏ vô bao để dành ăn. Tẩy mình chiên sẽ bị khét, thì ướp dao với bột ngọt thôi cả nhà. Mình không ướp đường luôn, đường nó cũng chiên nó cũng khét. Cái này ướp dao với bột ngọt thôi là chiên mặn mặn, chỉ có cái mùi thơm mùi dao là mình sẽ chiên lên mình ăn cơm được rồi. Cái này mình ăn chung với dưa leo hoặc thơm đó cả nhà, ăn với rau sống gì cũng được hết, mình làm mình để dành ăn. Đây là bột ngọt. Có khoảng 10 phút là mình chiên được rồi ha nha. Thơm đó, thơm mùi chao á. Cái này là tàu hủ kỳ ha cả nhà. Mình để khoảng 10 phút. Dầu sôi ha cả nhà. Bây giờ mình sẽ chiên ha. Chiên
giòn thơm lắm. Nhiều là nhiều vậy nè. Giờ nó cũng không dám đi chợ nhiều đâu cả nhà, sợ lắm. Là mình có cái rau muống làm dưa cả nhà, làm dưa rau muống nè. Thì bây giờ mình lấy ra mình làm đồ chua để mình ăn cùng với tàu hũ ghi chiên ha cả nhà. Còn ở đây là đồ chua, đồ chua này mình cắt cọng bự cho ăn lâu quá cả nhà. Ăn chung với cái dĩa đồ chiên mình mới chiên xong cái dĩa tàu hủ ti ha cả nhà. Bây giờ bữa cơm của mình đã xong ha cả nhà. Đây là cơm của mình đã xong, xin mời cô chú anh chị vào ăn cùng cơm cùng mình ha. Đây là đồ chua mình để mình ăn với tàu hủ ki chiên. Còn ở đây có món đồ kho, rau củ kho. Ở đây là đậu hủ chiên sả ớt, tô canh, cải thìa xào, dầu hào, cái nước tương. Bây giờ mình mời cô chú anh chị các bạn ăn cơm cùng mình nha. Cơm chay nha cả nhà. Mời ăn cửa cơm chay.